khắp mê trường, dẫu cho ngàn núi muôn sông cách trời dặm mê trường, khi đã thương nhau tình yêu chấp cánh tàn khó coi thường, xem bằng tất gan sợ thì nước lớn, nước lớn đỏ thì sáng. Ôi à, ôi chết chết chết, mồm cái mồm nham. Mai à. Mai à. Mai à, voi giữ đến mấy tôi cũng chỉ được. Vậy mà khi nói chuyện mấy voi là chân tay tôi nó cứ run bắn cả lên. Ôi lại voi à. Ôi chết chết rồi, nham. Lại voi. Khi nói chuyện với Mai là chân tay tôi nó cứ run bắn hết cả lên. Đấy Mai xem này. Run kia Mai này. Dạ, run dạ thưa thượng công. Dạ thưa. Ta chưa nhìn thấy gì đâu. Chú Sâm theo ta mấy lâu nay tuy lớp chốt vậy thôi nhưng tốt lắm đấy. Dạ thưa thượng công, đây là việc riêng của hai người chứ có phải việc chung đâu mà thưa với bẩm mãi. Mà ta đã nói là ta chưa nhìn thấy gì. Công chúa đã nghỉ chưa? Dạ, cô còn đang trong đèn đọc sách đấy ạ. Giờ ta cho hai em lui, mời công chúa xuống đây cho ta gặp. Dạ vâng ạ. Đêm nay vừa có ai tới đây gặp nàng phải không? Ta đoán thế nào đêm nay cũng có người tới đây gặp nàng. Cả triều đình đang bực bội về việc ta không bằng lòng cho Lê Chiếu Thống nối ngôi, nguyên rủa cả nàng. Mọi việc mỗi ngày một thêm rắc rối. Có lẽ ta đành phải bằng lòng cho Lê Chiếu Thống lên ngôi. Ta không muốn giữa lúc này ta với hoàng tộc nhà Lê có sự bất hòa. Nàng thấy thế nào? Đó là việc của thượng công, lúc này thiếp không muốn biết. Những thủ đoạn trong chính sự, những mưu trước lắt léo, cuộc vật lộn tranh giành quyền bính, thiếp không muốn biết những việc rối ren ấy nữa. Đêm nay thiếp thức đợi để được thưa thực với thượng công. Hãy cho thiếp đi được trở về sống khỏi chức phận nặng nhọc ấy, thiếp van chàng. Sao? Nàng nói sao? Hai ta đã tính nhầm, mưu kế của ông trình bày cho thượng công không thành. Ta đã lấy nhau mà xã tắc vẫn chẳng yên, thiếp không giúp gì được cho thượng công, cho xã tắc. Nàng đã muốn lìa bỏ ta, giờ thì đến lượt nàng. Dạ thưa thượng công, Đô đốc Bùi Thị Xuân xin được vào gặp ạ. Mời Bùi Đô đốc vào. Rõ. Nàng cứ ở đây, rồi ta sẽ nói chuyện tiếp, dù là lần cuối cùng để rồi vĩnh viễn chia tay. Dạ trình thượng công, theo lệnh của thượng công tôi đã cho quân lính canh giữ các kho sách quý, nhưng chiều qua bỗng xảy ra một việc. Việc gì? Vì thiếu củi, một tên lính đã đem chồng sách quý đó ra nhóm bếp. Trời ơi. Để giữ nghiêm quân lệnh, tôi đã cho đưa tên lính đó ra xử trảm. Đô đốc đã làm đúng. Kể từ Út Thiện, đây là tên lính thứ 15, kẻ vì tội trộm cướp, kẻ vì ngu dại càn rỡ làm hỏng việc. 15 tên lính tinh nhuệ đã từng theo quân ta qua trăm trận đã bị chém ở đất Thăng Long này. Cần phải như vậy Bùi Đô đốc ạ. Nhưng không thể cứ thế mãi.
Những người lính của ta hầu hết không biết chữ, họ chưa bao giờ cai quản một đô thành. Ngay cả vợ chồng tôi, Bùi Thị Xuân và tướng quân Trần Quang Diệu, được thượng công giao cho chúng tôi việc cai quản phố xá, bến thuyền, kho bãi, đốc thúc các huyện khai khẩn đất hoang. Chúng tôi nhận nhưng không sao làm nổi. Xin thượng công hãy cất cho chúng tôi gánh nặng đó. Bùi Thị Xuân, ngươi thoái thác việc công à? Không, không bao giờ Xuân này thoái thác. Nhưng Xuân không làm được. Điều khiển dưới tay hàng trăm thước voi, hàng vạn lính trận, đó mới là việc của Xuân làm và làm được. Nhưng không thể cứ trận mạc mình đào mãi, còn phải trông coi chính sự, gây dựng giang sơn, đổi thay xã tắc. Đổi thay xã tắc. Khi nhà Trịnh, nhà Lê đã để lại cho ta một cơ đồ rách nát, suy sụp đến tận cùng, tôi e chẳng đổi thay được gì đâu. Xin thượng công hãy cân nhắc cho kỹ. Kính chào thượng công. Chào công chúa. Thế đấy, đã đến lúc không phải chỉ giỏi cầm gươm mà được. Một tướng tài như Bùi Thị Xuân, một tướng tài như Bùi Thị Xuân có những việc khó đành thoái thác. Còn nàng, nàng đã muốn lìa bỏ ta, chẳng lẽ nước Nam này lại quá theo người? Đâu, những người học rộng tài cao của Bắc Hà mà nàng vẫn ca tụng đâu? Sao ta chẳng thấy? Người muốn thấy làm gì? Người cần đến họ sao? Xá ta cần đến họ. Muốn biết phẩm cách của một vị tướng, một ông vua hay của cả một thời, người ta nhìn vào việc của thời ấy, triều vua ấy đối xử với kẻ sĩ ra sao. Thưa lệnh công, nếu có những bậc kẻ sĩ tài giỏi hơn lệnh công, hiểu biết hơn lệnh công, liệu lệnh công có dám dùng? Chỉ có những kẻ bất tài vô hạnh mới sợ người có tài. Còn ta, ta muốn có những người thông tuệ hơn ta. Kể cả những người từng là bầy tôi cho họ Trịnh, nhà Lê, từng chống lại lệnh công. Miễn họ biết cùng ta vì nghĩa lớn, miễn có những người như vậy. Có chứ, Bắc Hà đâu thiếu người tài. Những ai? Tiến sĩ Phan Huy Ích, Hoàng Giáp Bùi Dương Lịch, Trương Tĩnh Hầu Nguyễn Huy Lượng, rồi Ninh Tốn Nguyễn Bá Lân, và nhất là Hy Doãn Ngô Thì Nhậm. Hy Doãn Ngô Thì Nhậm, bậc danh sĩ ta đã nghe tiếng nghe tải mến mộ từ lâu. Đó đều là những bậc thầy của thiếp. Giờ cứ vị đó đang ở đâu? Chán thời loạn lạc, chưa có đất vẫy vùng, Phan Huy Ích hiện lui về quê ở Sơn Tây, ông Bùi Dương Lịch chạy vào tận Thanh Hoa, còn Ngô Thì Nhậm lánh ẩn vùng nào chưa biết. Ngọc Hân, nàng đã muốn lìa bỏ ta, tùy nàng. Nhưng trước khi chia tay, nếu nàng quý trọng ta, nếu nàng muốn là điều tốt cho xã tắc, thì nàng hãy giúp ta việc lớn này. Nàng hãy thay ta đi tìm mời bằng được những bậc danh sĩ đó về cùng ta lo việc nước. Thiếp ư? Chính thiếp phải làm ư? Còn ai nữa? Còn ai nữa ngoài nàng? Công chúa nhà Lê, vợ của Nguyên Huệ, nàng hãy đi càng sớm càng tốt. Xong việc, nàng được quyền trở lại với nhà Lê. Ta sẽ cho tùy tướng cùng quân lính đưa nàng đi. Thế nào? Nàng nhận lời đi chứ? Không. Sao? Các bậc hiền sĩ đó không...